gà tần thì ăn nhiều rồi, nhưng mà gà tần ở trong non thì bạn đã thử bao giờ chưa? Nếu chưa thì cùng theo chân mình khám phá nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một quán gà tần trong non siêu hiếm tại Hải Phòng. Có ai thắc mắc là tại sao lại tần gà trong non giống mình không? Ngày bé khi được bố mẹ mua về cho ăn mình cứ thắc mắc mãi. Cuối cùng thì hôm nay cũng được cô giải đáp cho. Lý do rất đơn giản thôi là món gà tần này đã có từ ngày xưa rồi, mà khi bà mang về cho vào túi bóng thì rất là độc hại, nên các bác đã tận dụng luôn vỏ non nước ngọt hoặc bia để vừa đỡ độc hại, tiện mang đi, góp phần bảo vệ môi trường mà lại còn giữ nhiệt tốt cho gà nữa. Thì gà tần ở đây thì có vị thơm ngon chắc thịt, so với gà ta thì vẫn không bằng được, nhưng với mức giá chỉ với 25.000 một suất như thế này thì quá là ổn áp rồi. Gà tần là một món siêu bổ dưỡng cho những bác nào mà kiểu mới ốm dậy hoặc người đang không khỏe ấy, thì ăn món này sẽ hồi sức rất là nhanh. Non nê rồi thì bọn mình đi lượn lờ phố phường một chút xíu, đang đi thì thấy hàng bán đồ Giáng sinh đẹp quá nên là phải rẽ vào ngay. Ở đây phải nói là thế giới các loại đồ trang trí luôn, gì loại gì cũng có. Còn mấy cái kính trông đáng yêu chưa kìa. Mình cũng tranh thủ sống hẳn chút xíu rồi lượn lựa vài món về trang trí nhà cửa đấy. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhá.